Xin kính chào các quý vị khán giả. Hôm nay tại shop Audio Thiên Hà số 5 ngõ 198 Thái Hà, chúng tôi lại xin giới thiệu với các bạn gia đình Mark Instott. Đó là một dòng âm ly đến từ nước Mỹ và được mệnh danh là những người khổng lồ xanh. Và hôm nay thì chúng tôi là đầu năm 2018 với những cái cuộc hỗ trợ và sản xuất hàng mới nhất của hãng Mark Instott, và chúng tôi sẽ xin giới thiệu cặp Mono Block đến 611 đến từ hãng Mark Instott. Và đây là cặp Mono đã được thừa hưởng những công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất hiện tại của Mark Instott đến thời điểm này. Và chúng ta cùng có một sự trải nghiệm sau khi tôi cùng nhân viên kỹ thuật sẽ bắt đầu khui thùng. Xin mời các bạn. Vâng, với trọng lượng thì lên rất là nặng, nên ngay cả các bạn khi bọc những thùng này ra thì cũng phải cố gắng làm sao cho nó đúng kỹ thuật. Là điểm đầu tiên, điểm thứ hai là các bạn cũng phải đặt lên những cái túi kệ kê các thứ, nó phải hết sức là chắc chắn, nó lên trên 40 cân một khối. Đầu tiên tôi muốn nói các bạn, đây là quyển catalog của hãng, còn đây là phiếu bảo hành của hãng, nên các bạn khi mua dòng sản phẩm này thì sẽ được chính hãng thì sẽ được bảo hành đến tận 24 tháng. Đó là một thời gian bảo hành rất là tuyệt vời để dành cho các sản phẩm của chính hãng này. Đây chào, được rồi. Phục dị chân. Đó, khi bê thì các bạn sẽ cố gắng lưu ý là tránh cái mặt kính đằng trước để ra. Với một cái cân nặng trọng lượng lên ngoài 40 cân và sau đó nó sẽ đóng được trên các cái đế gỗ như này thì tôi mới thấy cái sự cầu toàn của hãng Mark Instott với những dòng sản phẩm rất là nặng như này. Đó là một cái điều vượt trội. Vâng, đây là những con ốc cuối cùng của trong con Mono Block này. Sau đây tôi sẽ nhờ nhân viên kỹ thuật đưa tôi một nguồn lốc sản phẩm này lên trên kệ và mời các bạn có một cái sự trải nghiệm, thì tôi thấy quá tuyệt vời khi bóc ra đã có cái gọi là mùi thùng mới cũng như cái sản phẩm mới khi chưa xông điện. Bây giờ tôi sẽ mời những cái phần đường của tôi lên trên kệ. Đây rất là nặng và con này là hết sức phải cẩn thận. Đây chà. Vâng, một điều rất tuyệt vời là bất cứ một sản phẩm nào của Mark Instott thì bao giờ cái phần mạch điện ở trên này người ta cũng sẽ giới thiệu cho mình biết là các cái đồ đánh và các cái mạch điện sẽ chạy như thế nào. Riêng với dòng Mark Instott 611 này thì là biến thế xuất âm này, đó là một nét đặc trưng độc quyền của hãng Mark Instott. Đó, nên khi các bạn chơi cái này thì tại sao khi người ta bảo nghe những dòng Mark Instott này nó có pha một chút màu đen, đó là vì như vậy. Vì nó là biến thế xuất âm cũng giống như âm đi đèn. Cái đầu ra cuối cùng vẫn phải là biến thế xuất âm. Còn với mặt đằng trước này, đúng là trong gia đình của gã khổng lồ xanh thì các bạn nhìn thấy đây, cả một mặt đồng hồ rất là lớn. Và với công suất danh định đến 600W cho trở kháng 8 ohm thì xuống đến tận 2 ohm, 4 ohm và 2 ohm thì tôi nghĩ đây nó là một điều không tưởng. Nếu mà để tìm được các cái dòng loa để mà cùng tham chiếu được mấy dòng Mark Instott này thì sẽ làm điều tuyệt vời. Và phần sau thì tôi sẽ bí mật cùng các bạn tìm hiểu tới dòng này. Còn bên này thì là có cái các cái nút chỉnh offline là đèn này. Dạ vâng. Bên này là tắt mở. Vì tất cả các dòng này thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái con player đằng trước. Đó. Còn mặt đằng trước này thì có một cái đồng hồ power output. Còn về phần đằng trên này thì nó sẽ có một hệ thống hai biến áp nguồn. Và trong này thì có các về phần sò, nhưng mà đây là một cái nét riêng của dòng này, đó chính là cái cánh tản nhiệt này. Và tại sao các cánh tản nhiệt này cũng là độc quyền của hãng, là vì sao? Vì với những dòng công suất lớn siêu tuyến tính thế này thì là cái cánh tản nhiệt này nó rất là quan trọng để làm mát ngay các dòng sản phẩm.
Còn bây giờ tôi lại tiếp tục mời nhân viên kỹ thuật xoay giúp tôi là cái hệ thống đằng sau. Và với cọc đằng sau thì nó sẽ có những đường vào cơ bản, đó là ân ba lăng, tức là đường RCA. Còn nếu mà mình khi chơi với những không gian rộng và có điều kiện thì dây dẫn kéo mà người ta muốn để các vị trí mà không ảnh hưởng tới bên màu sắc âm thanh thì người ta đánh đường bờ lăng out, bờ lăng in, thế là mình có thể link được sang nhau. Đó, con này là bờ lăng in thì là để lối vào, còn bây giờ bờ lăng out là lối ra. Đó, thì các bạn nhìn đây thì các bạn cũng sẽ hiểu được phần nào. Còn đây là các cọc mạ vàng, các cọc mạ vàng này thì cũng là độc quyền của hãng luôn đó. Khi các bạn đưa các sản phẩm này lên thì các bạn khi đưa kéo xuống đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái nút ở dưới này đây. Đó, tức là khi mình có thể là chơi được rắc càng cua này, rắc bắp chuối này, dây đuôi chuột này, cũng đều có thể chơi được. Và với một cái công suất để xuống trở kháng tận 2 ohm thì bạn thấy nó một điều là điều không tưởng đúng các dòng âm ly bây giờ. Chỉ có những cái âm ly công suất thực sự lớn, mạnh mẽ thì mới có xuống được dòng âm ly thế này. Và đứng trên đây là một hệ thống coi như là inox được anốt hóa, thì thấy các bạn đây là cái độ bóng của inox này, độ đẹp này, và đây là tên hãng này. Đó. Còn đây là cổng vào input ân ba lăng và ba lăng này. Đấy là những điều cơ bản về dòng Marketing Tốt này. Còn bây giờ thì tôi sẽ cùng đưa các sản phẩm này lên trên phòng test lab của công ty và chúng ta sẽ có một sự trải nghiệm. Và cái hay đang chờ các bạn, xin mời các bạn.